Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 cuốn số 78 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thật. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Xem ra cũng rất biết là nói chuyện thì bỏ đi Sau này phải chú ý Nếu đổi lại là người khác đá vỡ cầm ngươi Chẳng phải là oan uổng không Đây thứ này dành cho ngươi Nó rất tác dụng chữa thương Trên tinh xương hơi ngẩng đầu Nhìn khuôn mặt to lớn của lão hùng Cô ta nở một nụ cười hiếm thấy Sau đó lấy ra một viên thuốc màu đỏ chói Đưa cho lão hùng Thế kinh ngạc gần như là rớt cả quay hàm Trong đầu của tôi cứ lờn vờn những từ Tại sao lại như vậy thì ra là Trương Tinh Sương không phải là không thích Xu Nịnh Mà là không thích tôi Xu Nịnh Đối với những người khác cô ta sẽ không cự tuyệt lại còn cho viên thuốc Thế bị cô ta đánh gãy xương Cô ta cũng không cho Lão Hùng vừa bị đá một cước vào cằm chỉ là bị rách ra Vậy mà nữ nhân đáng chết này lại cho ông ta một viên thuốc cao cấp để trị thương Tại sao vậy? Chẳng lẽ là do Lão Hùng lại biết đối nhân xử thế tốt hơn với tôi hay sao? hay là chân tinh xương thích những người cao lớn dũng mãnh loại thức quý giá này từ đầu có dám nhận của đại tý lão hùng cười ngây ngô nhưng tay của lão vẫn đang nhanh chóng cầm lấy viên thuốc với một tốc độ cực nhanh lão ta đang định bỏ vào miệng nuốt chừng đồ khốn cả tôi và hư không hòa thượng cùng cất tiếng mắng hư không hòa thượng vùng tay ngăn cản động tác của lão hùng ông ta cười nói đừng có lãng phí sao vậy Lão Hùng nghi hoặc hỏi. Tống Đan Tuyết cười kéo Lão Hùng sang một bên thấp giọng giải thích vài câu. Tôi nhìn thấy Lão Hùng trợn to hai mắt, sau đó ông ta liền lấy ra một chiếc bình nhỏ đem bỏ viên đan dược, đem bỏ vào đó rồi giấu trong người. Ông ta nhìn về phía chân tinh xương, sắc mặt lộ ra vẻ cung kính và cảm kích. Đúng là chẳng có gì chỉ là một viên đan dược đã mua được ông ta Bị đánh cho một trận thu được một viên đan dược đây chẳng phải là vết sẹo đắt lành nên quên đau. Trong lòng của tôi không ngừng chửi mắng. Chỉ một lát sau đám đồng bạn của tôi đã trở nên thân thiết với Trương Tinh Sương rồi. Ở đây còn có một cái hang lớn chúng tôi cũng đã dọn dẹp, đồ ăn cũng đã làm xong, Trương Tinh Sương cùng mọi người bước vào trong hang động. Cô ta được thưởng như là một vị khách VIP, chỉ là có một ít đồ ăn sẵn. Nếu nhân này ăn uống rất từ tốn, điều bộ rất nho nhã, nhưng tôi luôn cảm thấy điều bộ của cô ta có chút gì đó không thích hợp mà kể cô ta vậy dù sao có thêm sức mạnh lật được rồi tấm thiếp mời màu đen của trương tinh xương nằm trong tay của hư không hòa thượng ông ta lật qua lật lại mấy cái rồi mới đưa cho tôi chỉ có những người từ không gian nguyên thủy có được tấm thiếp mời này mới có thể đột ngột bị đưa tới con tàu vô hạn huy hoàng đây chỉ là suy đoán nhưng với sự xuất hiện của tấm thiếp mời của Trương Tinh Sương, nó càng khẳng định suy đoán của tôi là đúng. Mọi người đều đã được xem một lượt tấm thiếp mời của Trương Tinh Sương, tấm thiếp mời lại được trả lại cho cô ta. Trương Tinh Sương mở mắt nhìn tôi, cô ta thở dài rồi cất tấm thiếp mời màu đen đó đi. Chúng tôi đều biết nội dung trên tấm thiếp mời đó, nó khác với nội dung tấm thiếp mời mà tôi đã nhận được. Chữ ký bên trên chính là Hồ Loan Biên, Tuy nhiên trên tấm thiếp mời của Trương Tinh Sương lại nói rằng có một công ty đã tìm thấy một hòn đảo vô danh ở vùng biển quốc tế. Điều bất thường là mời Trương chân Nhân uy danh hiển hách lên thuyền đi ra biển để tìm hiểu một chuyến. Hồ Loan Biên quen biết rất nhiều cao thủ trong đạo thượng, con đường của ông ta rộng thanh thang cho nên ông ta mối dùng thiếp mời dù Trương Tinh Sương lên tàu du lịch đi thám hiểm một chuyến vì không muốn thu hút sự chú ý, cô đành hạ mình tạm thời làm cô đành hạ mình tạm thời làm vệ sĩ của nữ diễn viên chính sở niệm sao. sở ra cũng đã sẵn sàng chi trả những khoản chi phí cao ngất ngường. cụ thể mọi việc sẽ do hồ loan biên sắp xếp. trương tình sương nhận được tấm thiếp mời nghĩ tới những kho báu trên đảo đã rất đông nghĩ tới những kho báu trên đảo đã rất động tâm. cô ta mang theo ngụy kỳ đến nơi hẹn đồng thời trở thành vệ sĩ của sở niệm giao. Xem ra những cao thủ khác trên đảo thượng cũng được mời tới bởi những lý do tương tự, chẳng qua là lợi ích đã được động tâm mọi người mà thôi. Được thôi, đám cao thủ này tụ tập trên tàu du lịch, hóa ra tuy ông không hứng khởi vì diệu, bọn họ đều là vì kho báu trên đảo hoặc vì lợi ích khác, kết quả đều bị mắc lừa. Tôi đã xác nhận với chương tinh xương ngụy kỳ không nhận được tấm thiệp mời màu đen Sở niệm giao cũng không đi theo Trương Tinh Sương tới không gian này. Xem ra bọn họ đã không xuất hiện trên con đầu ma. Điều này đã khiến cho tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trương Tinh Sương nhìn Liên Y Ngưng và Dương Đại Cần đang ngồi im trầm mặc. Sau khi được mắt quan sát khuôn mặt của hai nữ nhân này, cô ta cười gật đầu với Dương Đại Cần rồi nói với Liên Y Ngưng. Liên Y Ngưng ta đã nghe sư đệ đã nhiều lần nhắc tới cô. Được biết trí tuệ rất thông minh của cô, không biết hiện tại cô nghĩ thế nào về tình cảnh của chúng ta hiện tại trương tinh sương vừa cất tiếng hỏi mọi người đều quay ra nhìn liên y ngưng tiểu cô nương này ngẩng đầu nhìn trương tinh sương cô ta cười ngọt ngào nói tinh sương tỷ đã quá khen rồi cái gì mà trí tuệ thông minh tôi không dám nhận trước mặt phụ giao từ tất cả đều chỉ là hư vọng thực lực mới là tất cả có đôi khi sức mạnh tốt hơn bất cứ chiến lược nào Trương Tình Sương xua tay cô ta cười nói Y ngừng không cần phải quá khiêm tốn Ta thừa nhận trên đạo thường ta cũng có một chút uy danh Nhưng rơi vào trong quỷ cục ma quái này Phong thủy sát cục này không phải chuyện đùa Câu việc tiếp theo chúng ta cần phải đối mặt với nó Không thể chỉ dựa vào vũ lực là có thể phá giải được quỷ cục Chúng ta cần nghĩ ra một phương pháp khác Trường tình sường yên lặng chăm chú nhìn y ngưng Tôi cười nhẹ rồi trầm giọng nói Mọi người đừng cho phù giao từ là người ngoài Cũng đừng lo lắng về dấu hiệu của thợ săn xuất hiện trên người cô ta Đó là điều mà quỷ cục muốn cô ta phải làm Nhưng cô ta sẽ không nghe theo Cô ta là một đồng minh đáng tin cậy của chúng ta Về điểm này tôi có thể đảm bảo Tôi biết được rằng tất cả mọi người đều có tâm lý phòng thủ bởi vì dấu hiệu con nai và thợ săn đã phân chia rõ ràng chúng tôi thành hai loại người. Liên yên ngưng nhìn tôi sau đó cô ta quay sang nhìn Trương Tinh Sương một cái rồi lại nhanh chóng đưa mắt nhìn mọi người. Hơi không hòa thượng khẽ gật đầu, những đồng đội khác cũng kín đáo gật đầu. Xem ra bước đầu mọi người đã thừa nhận Trương Tinh Sương là đồng minh của tôi. Liên yên ngưng khẽ cắn môi nhẹ giọng nói, phù giao chân nhân đương nhiên chúng tôi đều có thể tin tưởng được. Huống hộ còn là sư tỷ của phương đại ca, như vậy càng đáng tin tưởng hơn. Chỉ là tôi cảm thấy tình hình hiện tại quá phức tạp. Tối hôm qua chúng tôi đã lên kế hoạch đột kích, nhưng lại thất bại thảm hại. Nếu không có phương ca thu hút đại địch đuổi theo, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Đây là do kế hoạch không chu toàn tạo thành. Thành thực mà nói tôi có chút sợ hãi. Tôi lo rằng ý tưởng mà tôi nghĩ ra không đáng tin cậy sẽ làm tổn hại đến mọi người. Liên y ngừng lo lắng nhìn tôi, ánh mắt của cô ta tỏ ra lo lắng, cũng đúng thôi đêm qua thực sự rất nguy hiểm Tôi đã bị truy sát đến suýt chết Trong lòng Liên Y Ngưng luôn cảm thấy có lỗi Đây là điều cô ta không hề mong muốn Tôi liền vội nói Y Ngưng cô đừng nghĩ như vậy Cái gọi là mưu kế thành sự tại thiên Trên thế gian không có kế hoạch nào hoàn hảo 100% Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố Ai có thể ngờ rằng Chu Hiếu người chưa bao giờ để lộ ra thân phận hóa ra lại là một dưỡng quỷ sư ngang hàng với phù giao từ đây đẳng cấp dưỡng quỷ của hắn ta rất cao số lượng cũng rất nhiều đây mới là điều khiến cho kế hoạch thất bại nhưng chúng ta cũng coi như là không uổng công móng vốn của đối phương đã bị trừ bỏ chúng ta cũng biết được con người thực sự của chu hiếu sau này chúng ta cũng không còn bị thủ đoạn giả làm heo ăn thịt hổ của chu hiếu làm khó nữa Bên cạnh đó kế hoạch dự phòng khẩn cấp của chúng ta rất tốt, không phải là không tổn hại về thành viên sao. Đây là những đóng góp về kế sách của cô, mọi người cũng đều đã biết. Đầu lĩnh nói rất đúng, y ngưng đừng hoài nghi bản thân nữa. Nếu Lão Hùng có đầu óc của cô, như vậy đã thắp hương ăn mừng. Lão Hùng ôm ôm nói, A-di-đà-phật à, y ngưng, mọi người nói rất đúng, đừng có coi thường bản thân, Hư không hòa thường mỉm cười mà nói tiếp. Mọi người đều xôn xao khẳng định những cống hiến của y ngưng cho đội ngũ. Tôi thấy sự lo lắng trong mắt của y ngưng đã tan đi rất nhiều. Liên y ngưng suy tư một hồi rồi nói. Cảm ơn mọi người đã tín nhiệm tôi. Vậy thì tôi sẽ nói thêm mấy ý kiến này. Hình thức trước mắt hiện tại đã rõ. Trên nối cũng đã có những thay đổi lớn. Môi trường cũng thay đổi mạnh mẽ không cần phải nói nhiều càng ngày sẽ càng có nhiều quái vật xuất hiện, không gian sống của chúng ta sẽ bị chấn áp đến mức không thể chịu nổi. Trong tình huống này chúng ta nên tìm một nơi an toàn, thị trấn là khu vực cuối cùng chịu ảnh hưởng của cảnh sát, cho nên tạm thời trở về thị trấn Tất Đoá Thủy là thích hợp hơn. Nghe những lời này, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau tất cả đều gật đầu. Lúc trước chưa có trường tình sương đương nhiên là chúng ta sẽ không làm được điều này nhưng việc Trương Tinh Sương gia nhập đã làm tăng thêm thực lực của đội ngũ. So với chủ Hiếu tuy rằng đối thủ có ba cao thủ đỉnh cao, nhưng thực lực của đội ngũ chúng ta cũng không chênh lệch là mấy. Lúc này trở về thị trấn thực lực của đôi bên cân bằng nhau, đôi bên sẽ dè chừng lẫn nhau, ngược lại sẽ bình an vô sự. Phong thủy sát cục trước tiên sẽ phát huy tác dụng trong núi sâu và rừng già. Từ bốn phương tám hướng bao vây thị trấn đất đoá thủy, cuối cùng biến toàn bộ không gian thành một địa ngục thực sự. Về mặt thời gian ước tính 2-3 ngày nữa, công đoàn này sẽ hoàn thành. Đến lúc đó không gian này sẽ không có khu vực an toàn. Nhưng trước đó không nghi ngờ gì nữa, thị trấn vẫn là nơi an toàn nhất, an toàn hơn nhiều so với núi sâu nơi chúng ta đang ở lúc này. Liên đi Ngừng nhìn mọi người một cái sau đó nói tiếp. Vì có sự gia nhập của Trưng Tinh Sương Sư Tỷ, cho nên đội của ta có tự tin đối đầu với Tống Đồng và Chu Hiếu. Bọn họ đương nhiên sẽ chiếm một nửa thị trấn, nhưng đây chỉ là quyền nghi kế sách. Không bao lâu sau, cảnh sát sẽ bức chúng ta phải nhanh chóng phá giải cục thế. Lúc nãy Phương Đại Ca đã nói, Trường Tình Sương có cách để mở khóa con búp bê, vậy thì tốt, mắt xích này không có vấn đề, nhưng về sau nó trở thành vấn đề rất lớn. Âm hồn ma của toàn lãnh thiền thoát khỏi phong ấn sẽ vô cùng đáng sợ. Nghe những lời mọi người đã nói cô ta có thể tùy ý điều khiển năng lượng của phong thủy sát cảnh ở nơi này. Chỉ là nói cô ta đi đến đâu cũng bất khả chiến bại. Khi đó cô ta sẽ lựa chọn bất cứ người nào để đoạt lý thân xác. Có lẽ kẻ bị cô ta lựa chọn sẽ không thể trốn thoát được. Ngay cả khi mà cô ta không quan tâm đến điều này sau khi cô ta đã đoạt sắc thành công, những người còn lại sẽ thế nào? Không ai có thể biết được điều này. Vì vậy việc làm này là vô cùng rủi ro. Những gì mà Liên Y Ngưng nói chính là điều mà tôi và Trương Tinh Sương lo lắng. Vì vậy con búp bê nằm trong tay của tôi đã rất lâu rồi tôi vẫn chưa có ý giải khai phong ấn. Bởi vì có khả năng không thể kiểm soát được âm hồn trong con búp bê, hơn nữa nó còn rất mạnh. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? chẳng lẽ chúng ta phải làm như vậy sau cùng là chờ xem số mệnh đây không phải là đánh cuộc tính mạng hay sao nếu âm hồn đó vui vẻ chúng ta sẽ sống nếu âm hồn đó không vui trừ cô ta tất cả chúng ta đều sẽ phải chết đây là cái thứ logic gì vậy lão hùng bất mãn mà hét lên tôi ra hiểu cho ông ta đừng nôn nóng nhất định sẽ có cách hùng ca đây chỉ là một cách chẳng phải vẫn còn có cách khác hay sao như Phương Đại ca đã nói phương pháp an toàn là tìm ra điểm trùng lập của hai không gian. Tập hợp sức mạnh của mọi người để phá giải không gian, trở về không gian nguyên thủy, mà kệ quỷ cục ở nơi đây. Liên đi ngừng cười nhìn Lão Hùng mà nói. Nói thì rất đơn giản nhưng mà đâu là điểm trùng lập không gian. Dù sao tôi không nhìn thấy nó. Lão Hùng lắc đầu nói. Mọi người đều thở dài quả thật cách này nghe có vẻ an toàn và hợp lý nhưng mà quá khó, không biết vị trí không gian trùng lập ở đâu đây. Đúng vậy, điều mà Hùng ca nói nghe rất là quan trọng. Môi trường ở nơi đây đã trở nên quá là nguy hiểm. Muốn tìm ra điểm trùng lập khó khăn sẽ càng tăng cao. Lên đi ngừng nhú mày mà nói. Vì vậy, sau khi nhìn thấy tinh xương sư tỷ, tôi đã có một ý tưởng khác. Phương ca, trương tinh xương, hai người đều là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hai người thử nói xem liệu có khả thi hay không. Liên y ngừng thận trọng mà nói. Cô cứ nói đi chúng tôi rửa tai mà nghe. Thái độ của Trương Tinh Sương trở nên nghiêm túc. Nhìn bộ dạng của cô ta có vẻ như cô ta không tin trong độ của tôi có một nữ nhân yêu nghiệt này. Nhưng mà lúc này rõ ràng cô ta đã thay đổi nhìn nhận. Thái độ đối với cô gái nhỏ này. Tôi mỉm cười động viên Liên Y Ngưng biết được rằng tiềm năng của cô gái này là vô hạn. Nếu như cô ta phát triển tốt, nhất định sẽ là một yêu nữ siêu cấp về phương diện đầu óc tính toán. Cho dù là trở về thị trấn trở âm hồn thoát khỏi phong ấn, hay là tiến sâu vào trong khu vực hỗn loạn để tìm điểm không gian trùng lập, trên thực tế chúng ta đều vô cùng bị động. Ước chừng những người lập kế hoạch cũng đã nghĩ đến những điều này họ sẽ không để cho chúng ta dễ thành công tôi đang nghĩ làm thế nào tôi có thể biến bị động thành chủ động đây nói một cách khác phương thức hành động của chúng ta không thể dễ dàng như dự liệu hình thức hành động của đội luôn được kẻ bố cục thiết định từ trước toàn lãnh am đã từng bước đẩy chúng ta vào từ địa nếu không theo kế hoạch của cô ta tất cả đều sẽ phải chết không ai có thể sống sót được nhưng có đúng như vậy hay không? Hãy nhớ rằng Phương Đại Ca đã kể cho chúng ta nghe về sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn. Sự việc đó cho thấy trong bất cứ một môi trường nào tưởng rằng như là đã chết. Ở đó sẽ luôn có một sinh cư. Đó không phải là sự nhân từ của kẻ bố cục mà là sự hạn chế của quy luật ở trời. Không ai có thể bày bố một từ cục mà không có sinh cơ nguyên tắc này cũng được áp dụng ở đây nó cũng rất phù hợp luôn có một sinh cơ chỉ là chúng ta chưa nghĩ ra mà thôi lần đầu tiên nhìn thấy tình sương tỉ trong đầu của tôi trượt lóe lên một tia sáng trong lòng của tôi hiện lên một câu nói hãy làm ngược lại liền đi ngừng nó đến đây thì dừng lại cô ta đưa mắt nhìn mọi người trong đầu chúng tôi như có một màn sương mù bao phủ tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau một lúc sau đó đôi mắt của trương tình sương và hư không hòa thượng gần như là đồng thời sáng lên ba người chúng tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời cao đang bị sương mù đen bao phủ ba người đang làm cái gì vậy lão hùng ngơ ngác ngước đầu nhìn lên dương đại cần hai chị em phong táng môn lại thêm bọn tiểu tiên cũng ngơ ngác nhìn theo nhưng mà hiển nhiên bọn họ không hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của liên y ngưng làm ngược lại có chút ý tứ đúng rồi tại sao lại cứ phải đi theo ý muốn của người bố cục tại sao không thể làm ngược lại trường tình sương hai mắt đỏ hoe cô ta nhìn lên bầu trời miệng lẩm bẩm rốt cuộc là mọi người đang nói cái gì vậy tôi sốt ruột quá lão hùng đã trở nên mất kiên nhẫn ông ta liên tục vò đầu bứt tai nhưng ông ta không thể đoán ra được chúng tôi đang nghĩ điều gì ý tưởng của liên y ngưng rất là táo bạo có thể thực hiện được tôi thù ánh mắt đang nhìn bầu trời lại sau đó cười nói với cô ta mọi người ngồi xuống đi tôi mỉm cười nhìn lão hùng và nhỏ giọng nói ý của liên y ngưng là chúng ta quay trở về quay trở về đâu lão hùng liền vội hỏi ngay sau đó ông ta đã hiểu ra ý của cô ta là chúng ta sẽ quay trở lại con tàu vô hạn huy hoàng Âu Tăng kinh ngạc chỉ tay lên bầu trời. Đúng vậy. Tôi mỉm cười vỗ vào vai của Lão Hùng. Tôi nhìn thân hình to lớn của Lão Hùng rồi nói tiếp. Trong thị trấn Tất đóa Thủy sau khi con búp bê được giải khai phong ấn, cảnh tượng sẽ vô cùng khốc liệt và kinh hoàng. Vì vậy chúng ta sẽ phải thay đổi một không gian khác để mà giải khai phong ấn cho nó. Trở lại con tàu ma đó ở đó cũng bị ảnh hưởng bởi thị trấn quỷ dưới đáy biển nhưng nó sẽ không tràn lan quái vật có đối phó giống như ở nơi này trên con tàu ma chúng ta có thể giải khai phong ấn con búp bê giải thoát cho toàn lãnh thiền không có khả năng huy động sức mạnh tổng thể sát cục bách thi vây thành phong thủy cục cho dù cô ta có điều động hết toàn bộ ma tà quỷ quái ở trên tàu cũng không thể nào theo kịp được mức độ khủng bố đáng sợ như ở đây chúng ta vẫn có thể chống lại được mọi người đều dần lộ ra thần thái hoang nhiên đại ngộ có một vấn đề lớn trương tinh sương đột nhiên nói tôi biết ý của tỷ tỷ đang muốn nói gì mái vòm năng lượng trên cao chỉ có thể vào chứ không thể ra có đúng không hả liên đi ngừng nhìn trương tinh sương mà đáp đúng vậy tôi đã cảm nhận được điều đó khi bước vào đây mái vòm được phong thủy hỗ trợ nên có sức mạnh vô cùng lớn Chúng ta chỉ được phép vào trong không được phép ra ngoài. Nghe những lời của Trương Tinh Sương vừa nói thì mọi người đều thở dài. Hy vọng vừa mới bùng lên đã lập tức bị dập tắt. Đúng vậy nhưng mà tôi cảm thấy rằng tất cả mọi thứ đều có giới hạn của nó. Máy vòm năng lượng cũng như vậy nhất định phải có giới hạn của nó cũng có thể phá giải được. Những gì chúng ta cần làm là tìm ra nơi có giá trị hoặc là giới hạn hoặc tìm ra một lỗ hầm cho nổ tung mái vòm và đưa búp bê ra khỏi giới hạn của mái vòm. Bởi lên trên quay trở lại con tàu ma, mọi việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Liên y ngừng nhẹ giọng nói, ngưỡng giới hạn, ngưỡng giá trị giới hạn. Trường tinh xương đứng lên đi đi lại lại, cô ta có vẻ đang tính toán giá trị giới hạn và điểm đột phá của mái vòm. Sau khi suy nghĩ một hồi thì ít nhất cũng phải cần 10 phương sĩ có đạo hạnh như chúng ta tập hợp pháp lực để mà công kích xuyên qua mối vòm trong vài phút đủ để cho chúng ta rời đi nhưng mà 10 người có đạo hạnh giống chúng ta trương Tình Sương nhìn tôi sau đó lại nhìn hư không hòa thượng cô ta lắc đầu còn thêm ba người bọn Chu Hiếu Lê Đi Ngừng đột nhiên nói tôi biết tiểu cô nương này sẽ đưa ra chủ ý này cho nên tôi mới cười mà nói tính cả bọn họ thêm cả tôi phù giao chân nhân mới chỉ lần năm vẫn còn thiếu đi năm người oái không phải là cô muốn chờ đợi có thêm nhiều cao thủ tới đây sao đột nhiên tôi hiểu ra đúng vậy mọi người đã tới đây rồi nhưng ai có thể biết được trong vài ngày nữa sẽ có bao nhiêu người tới đây tôi nghe phương cả nói rồi trong bữa tiệc trên con tàu ngắm sao bắt đầu còn có ba đệ tử của nội môn của Mao Sơn, nữ cao thủ của gia tộc Khách Liên. Ngoài ra còn có các cao thủ khác của các môn phái. Liệu họ có tiếp tục đến đây không? Như vậy thì tốt rồi. Tập hợp 10 người có thực lực giống như là phù giáo tỷ. Chúng ta nhất định có cơ hội làm được. Liên đi ngừng đưa tay vuốt vuốt mái tóc trên chán mà nói trong hội trường im lặng tất cả mọi người đang cân nhắc về kế hoạch dị thường này. Thành thật mà nói rất táo bạo và cũng rất sáng tạo. Cần phải biết rằng tư duy của con người là một điều rất thú vị. Mọi người thường có thói quen suy nghĩ theo hướng đã định trước. Bị vây phốn trong không gian của thị trấn tất đoá thủy. Tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến là làm thế nào để phá bỏ quỷ cục ở nơi đây. Nhưng ý tưởng của Lý Đi Ngưng lại hoàn toàn khác cô ta có thể vượt ra khỏi khuôn khổ của tư duy suy nghĩ theo hướng ngược lại điều này một lần nữa chứng minh tiểu cô nương này thật phi thường hầu hết mọi người không bao giờ có thể làm được điều này hơn nữa vừa nhìn thấy trương tinh sương linh trí của cô ta đang nghĩ rằng ngày kế hoạch này trong một khoảnh khắc như vậy cô ta không phải là thiên tài thì còn ai vào đây nữa trương tinh sương đi tới đi lôi suy nghĩ đột nhiên cô ta dừng lại mà nói đó là một kế hoạch táo bạo nhưng rất hợp lý. Không gian được bao phủ bởi vòm biển quá bất lợi cho chúng ta. Ở trong biển có quá nhiều hải quái, cũng không thích hợp. Và nhất nếu rào chấn hình phễu bị phá vỡ, khi phong ấn được giải phá, đám thủy quái đồng loạt sông lên, chúng ta nhất định sẽ chết. Nếu tính như vậy, chỉ có con tàu vô hạn huy hoàng là nơi thích hợp nhất. Nơi đó cũng bị ảnh hưởng bởi phong thủy sát cục, nhưng uy lực sẽ yếu hơn năng lượng mà toàn lãnh thiền có thể khống chế cũng ít hơn, thực lực của chúng ta cũng không hẳn là không khống chế được. Cần chủ động có một phương án khả thi, như vậy thì việc cần làm tiếp theo sẽ là... Trường tình sường quay sang nhìn tôi mà nói. Hư không hòa thượng và tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó dị khẩu đồng thanh nói. Thu phục ba người bọn tống đồng. Nếu muốn dùng năng lượng mạnh mẽ phá vỡ vòm năng lượng và quay trở lại con tàu ma, cần phải thu phục ba đại cao thủ này làm việc cho mình. Việc này là tương đối khó khăn. Nếu như sau đây không có ai đến nữa thì sao? Trương Tình Sương lo lắng nói. Vậy thì thay đổi phương thức phá trừ váy vòm, nhưng trước hết phải thu phục ba người bọn tống đồng. Lê Đi Ngưng đưa mắt lóe lên chậm rãi mà nói. Dùng phương thức gì chứ? mọi người đều xôn xao hỏi. Vòm năng lượng được duy trì bởi bách thi vây thành phong thủy cục. Theo Phương Đại ca đã nói, ngôi mộ lớn trong hẻm núi là một mắt trận. Tôi muốn hỏi nếu phá đi một mắt trận thì sao? Liên Ninh Ngưng đưa mắt nhìn tôi mà nói. Tôi rất là ngạc nhiên, nghĩ lại ngôi mộ đó tôi liền trầm giọng Nếu có một cao thủ giỏi về phong thủy chỉ đường, phá trừ đi mắt trận, nhưng không làm kinh động đến tầng sâu của phong thủy sắt cục vậy thì năng lượng của máy vòm có thể bị ảnh hưởng trở nên yếu hơn. Có thể năm cao thủ hợp sức vẫn có thể hợp kích phá vỡ. Còn đối với tiểu hình trường lực ở đó, nếu như có đủ cao thủ trước tiên tiến hành bố trận, có thể tạm thời giảm thiểu sự áp chế của tiểu hình trường lực. Vẫn phải thu phục bọn trống đồng trước. Tôi liền bật cười. Phù giao tử thì có biết cách phá cục phong thủy không? Lê Đi ngừng nhìn Trương Tinh Sương mà hỏi. Trương Tinh Sương xua xua tay tỏ vẻ bất lực. Vậy thì chúng ta chỉ có thể giáng phục ba người trước đó, sau đó hỏi ai trong số họ hiểu biết về phong thủy, hy vọng rằng trong số họ có người giỏi về phong thủy. Liên Y Ngưng suy nghĩ một hồi rồi nói, Phương Đại Ca có tà pháp khống chế tâm thần, không thể phản kháng lại không, cần áp dụng cho ba người đó. Cô ta nhìn tôi và chờ đợi. Tôi liền trầm giọng và gật đầu, có, tương tự như là phương pháp dùng vũ lực để mà khuất phục quỷ vật, chỉ cần nhằm vào linh hồn của người sống mà thi triển là được. Linh hồn của bọn họ tương đương với bị ta khống chế nuôi dưỡng, chỉ là trước tiên cần phải chế phục được bọn họ. Loại phương pháp này làm tổn hại đến âm đức, không được lạm dụng bừa bãi. Vậy là được rồi. Liên đi ngưng cười như là một tiểu ác ma, Mọi người đều gật đầu kế hoạch sơ bộ đã hình thành. Có phù giao tử Trương Tinh Sương chúng tôi có thể tự tin trước tiên trở lại thị trấn, tìm cơ hội chinh phục Tống Đồng, Chu Hiếu và Ngọc Tỷ Trân Nhân, sau đó mới tính đến chuyện khác. 10 giờ sáng, bầu trời và tứ phía các khu vực xung quanh bị sương mù màu đen xám dày đặc bao phủ. Tuy là ban ngày nhưng mà không khác ban đêm là mấy. Âm phòng u ám gào thét, Điều quỷ dị là đám sương mù dày đặc này không hề bị gió thổi bay. Những đám sương mù dày đặc này đã bao phủ khắp con đường của thị trấn Tất Đoá Thủy. Thời gian chưa quá một ngày, nhưng nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Về cơ bản nó vẫn giống như là thị trấn quỷ trong ký ức của tôi. Và lúc này trong thị trấn vẫn chưa có đám quỷ quái xâm nhập vào, nhưng nó sẽ không kéo dài được thêm bao lâu nữa. Rất nhanh có một số lượng lớn rất nhanh có một số lượng lớn quỷ quái đáng sợ xâm nhập vào nơi này. Chúng tôi còn rất ít thời gian. Trên thực tế thì tôi hy vọng nhất là một cao thủ như là Khổng Phi sẽ xuất hiện ở nơi đây. Nhưng mà đó chỉ là hy vọng mà thôi. Bất luận thế nào chúng tôi vẫn phải dựa vào lực lượng hiện có. Chúng tôi cũng hy vọng trước khi chúng tôi hàng phục được bọn Chu Hiếu, thì nữ nhân của gia tộc khách liên lừng danh về yểm thắng thuật kia sẽ không xuất hiện tôi có thể chắc chắn rằng một khi nữ nhân kia xuất hiện ở đây nhất định cô ta sẽ đứng về phía đối lập với tôi thế cân bằng lập tức bị phá vỡ cho dù là đội ngũ có trưng tinh sương và tôi có không thể ngăn cản bốn cao thủ cùng tấn công nhưng mà lúc này bởi vì sự tồn tại của trưng tinh sương chiến lược của toàn đội sẽ ngang ngừa với đối phương trong màn xương dày đặc chúng tôi lặng lẽ cất bước bước chân vào ngã tư thị trấn một lần nữa bước chân vào thị trấn tất đoá thủy trong không khí phát ra những tiếng chấn động từ xa truyền đến tiếng cười điên cuồng phương cường được lắm còn dám quay trở lại nơi này người đúng là chưa nhìn thấy quan tài chưa có đổ lệ lần này bản chân nhân muốn xem người chạy trốn như thế nào theo giọng nói ngọc tỷ chân nhân xuất hiện đầu tiên hắn ta bước ra khỏi màn sương dày đặc và nhìn về phía xa nơi mấy người chúng tôi vừa mới xuất hiện trong thị trấn. Để hai người còn lại xuất hiện nốt đi. Tôi liền cười nhạt không thèm đếm xìa đến ánh mắt cuồng bạo của đối phương. Tôi liền cất giọng nói lớn. Cách nhau khoảng trăm mét hai bên đều là khai mở âm dương nhãn. Ngay cả sương mù dày đã cũng không cản được tầm nhìn. So với lần trước tôi cùng với lão bạch mạo hiểm đi vào thị trấn tất đoá thủy, tôi đã tiến bộ lên rất nhiều, chỉ nói đến nhãn lực của tôi cũng đã mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đây chỉ là thành tiệu ngắn ngồi trong mấy năm mà thôi. Thật lòng mà nói trong đám đồng đội của tôi, đạo hành của tôi nhất định được coi là tiến bộ nhanh nhất. Vấn đề là tôi luôn gặp những cao thủ tiền bối hoặc là những tà sư lợi hại nhất đương đại. Chẳng hạn như là toàn lãnh nam không thể dùng đạo lý thông thường để đánh giá cô ta. Cho nên mới hiện lộ đạo hành của mình vẫn chưa đủ cao thâm. Kỳ thần trong lòng của tôi biết rõ sự tiến bộ của mình tuyệt đối hợp tư cách. Ít nhất thì cũng không kém hơn các lịch đại cao thủ của Mao Sơn quỷ môn ngày trước. Nếu không ấn trưởng môn sẽ không rơi vào tay của tôi. Sư thúc và sư tỷ cũng không phải là hạng kém cỏi dù bọn họ là quỷ. Bài phát quỷ sư Phương Cương ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay coi như chính thức hội ngộ. Hôm qua khi mà ngươi đến ta vẫn còn chìm trong ký ức của vị đại sư tỷ toàn lãnh nam không được đích thần tiếp chiêu, thật sự là thất lễ xin đừng có trách tội. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một bóng người cao lớn bước ra từ trong sương mù dày đặc. Đầu đội mũ ngọc bích, đôi mắt như là sao băng. Người đó đứng giống như là một cái cây tùng bách. Chà chà chỉ nói về tướng mạo chứ không nói đến những thứ khác, đây quả thật là một Mỹ Nam. Tôi rất khó chịu nhìn thấy con người này, Chủ hiếu thật không ngờ người lại chính là đệ tử cốt cán nội môn của âm dương dưỡng quỷ tông. Thật là lợi hại pháp thuật tâm niệm tuyến. Trong giấc mộng vẫn có thể khống chế bao nhiêu con quỷ hồn lợi hại. Suýt nữa thì ta đã bị vây khốn thật đúng là rất có lợi. Thật đúng là rất lợi hại. Tôi liền chắp tay chào theo nghi thức giang hồ. Nói hay lắm, nó hay lắm. Tân nhiệm trưởng môn Mao Sơn quỷ môn phương cương may mắn được gặp chúng ta đã lại tìm kiếm dấu vết của Mao Sơn quỷ môn đã từ rất lâu. Không ngờ lại chính là ngươi, nếu mà các trường bối không nói rõ thân phận tên tuổi đạo hiệu của ngươi, nhất định ta sẽ không tin. Sự tôn của ta cũng là âm dương dưỡng quỷ tông, cũng là trường môn đương đại của âm dương dưỡng quỷ tông, rất có hứng thú đối với ngươi. Nhưng mà ta thật sự không ngờ lại rơi vào quỷ cục do đại sư tỷ sắp đặt có vẻ như là đại sư tỷ đã bắt đầu diệt trừ những người xung quanh mình để mà duy trì thân phận của người kế thừa trưởng môn duy nhất. Có điều cô ta vui mừng quá sớm thì phải, đương nhiên ta sẽ không chịu để cho cô ta sắp đặt. Hóa ra nội bộ của âm dương dưỡng quỷ tông bắt đầu chia rẽ từ bên trong. Cống tốt các ngươi cứ đấu nhau đến chết đi. Nghe những lời này tôi cười chế nhạo lại. Phương cương phải chăng lá gan của người quá lớn, dẫn theo một đám binh cua tướng cá dám đánh vào chỗ của chúng ta. Đêm qua ta bị chìm và giấc mộng không có tỉnh lại, làm lỡ mất một trò vui. Có vẻ như là hôm nay ta sẽ có cơ hội so tài với người rồi. Cùng với giọng nói lạnh như băng này, tống đồng với khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi bước ra khỏi màn sương mù dày đặc. Đột nhiên cả bà đại cao thủ này nhìn dán mắt vào tôi có giỏi thì một đấu một đi Tôi chế nhạo cười Tôi cười một cách chế nhạo Bà lĩnh của ngươi rất giỏi Nếu một trọi một chúng ta cũng không chắc chắn Ở đây không cần nói lý lẽ nhiều như vậy để làm gì Chỉ cần bắt được người là được Chú Hiếu cười lên một cách âm độc Hắn vươn tay búng một cái Âm phòng bốn bề đã nổi lên Từng con quỷ vật được khống chế bằng tâm niệm tuyến bay lư lửng trong sương mù dày đặc xung quanh, tất cả bọn chúng đều phát ra những tiếng gào thét rất kinh hãi. Âm khí khủng bố bao trùm toàn bộ khu vực khiến cho nơi này giống như dưới âm ti địa phủ vậy. Lấy đồng đánh ít trăng ta cũng có đồng bạn. Thư mỉm cười và vẫy tay, hư không hòa thượng cùng với đồng bọn từ trong đám sương mù dày đặc bay vào thị trấn. Còn lúc đó bọn Kim Ngọc Hòa tóc dài để xóa cũng cùng xuất hiện. Dựa vào đám bại binh tàn tướng này Vậy mà cũng dám cùng chúng ta giao tranh Không biết sức lực của mình Phương Cường phải chăng ngươi đã hồ đồ quá rồi Ngọc Tỷ chân Nhân vẫn còn có rất nhiều vết thương trên mặt Có vẻ như là cuộc chiến với ngân Hạnh thủ yêu đã rất khốc liệt Ngọc Tỷ chân Nhân Người chính là Ngọc Tỷ chân Nhân Khẩu khí cũng rất lớn Người muốn chết có phải không hả bà chân nhân muốn xem ba người các người có thể làm được gì chúng ta chủ hiếu thật không ngờ ngươi cũng là nghiệt trướng của âm dương dưỡng quỷ tông tống đồng người đã làm mất mặt các chiếu tông rồi người dám hợp tác với nghiệt trướng của âm dương dưỡng quỷ tông việc này mà để cho sư tôn của ngươi biết được nhất định sư tôn của người sẽ lột ra ngươi để làm đền lầm một dòng nữ lạnh như băng truyền đến chủ hiếu và tống đồng đang định lay động chân tay thì lập tức phải dừng lại nhãn thần của bọn chúng chợt biến chúng vội đưa tay ra hiểu cho ngọc tỷ chân nhân không được vọng động ánh mắt của ba người càng nhìn về phía nữ nhân xuất hiện bên cạnh tôi chính là trương tinh sương oái hóa ra gia phù giao từ chân nhân giá đáo hiểu lầm hiểu lầm rồi chủ hiếu tuy xuất thần từ âm dương dưỡng quỷ tông nhưng khác hẳn với những dưỡng quỷ sư khác Chu Hiếu chưa bao giờ làm sát người vô tội một cách bừa bãi, là một người có chuẩn tắc kỷ luật. Tống Đồng cũng lập tức biến thành vẻ mặt cười cười, đồng thời ra hiệu cho Chu Hiếu đừng vọng động. Chu Hiếu nhìn Trương Tinh Sương thật lâu, sau đó thì quay đầu nhìn tôi và hư không hòa thượng, khóe miệng của Chu Hiếu lạnh lùng nhếch lên, hắn liền vẫy vẫy tay một cái, đám quỷ quái trong đám sương mù dày đặc đồng thời biến mất âm phòng cũng đã dừng lại cũng không còn tỏ ra hiếu chiến như lúc trước hiển nhiên ngọc tỷ chân nhân đã từng nghe hai tiền kỳ nhắc đến uy danh của trương tinh sương tôi nhìn thấy mí mắt của hắn giật giật mấy cái từ hồ như là rất muốn động thủ nhưng mà chu hiếu và tống đồng lại lén lườm hắn mấy lần ngọc tỷ chỉ có thể nghiến răng nghiến lời thu lại tư thế tống đồng những lời người nói có đúng hay không Trương Tình Sương tự nhiên thấy được sự biến đổi trong ánh mắt của đối phương. Cô ta liền trầm giọng hỏi, giống như là để cho hắn ta một con đường rút lui. Đương nhiên là sự thật phù giao tùy. Trưởng môn Phương Cương xin hãy vào trong tòa nhà để nói chuyện. Chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, nói rõ ràng ra là được. Tống Đồng cười rất là chân thành, nếu không phải là biết được đức hạnh của con người này, hẳn sẽ bị nụ cười chân thành của anh ta làm cho lóa mắt. Quả nhiên đây không phải là kẻ lòng dạ đen tối bình thường, con người này cực kỳ nguy hiểm. Tôi nhỏ mắt nhìn tống đồng cũng không nói nhiều lời. Điều này là không cần thiết, chúng ta sẽ tự tìm được nơi ở. Dù sao thì chất này đủ lớn, chúng ta ai ở chốc nấy, nước sông không phạm nước giếng có được không? Trương Tinh Sương lạnh nhạt từ chối, sau đó thì đưa ra một lời đề nghị. Vậy cũng được nghe theo lời phù giao sư tỷ. Tống đồng cười mà đáp sau đó mọi người cùng nhau chào hỏi. Đám đồng bàn của tôi chỉ phô diễn bằng một tiếng hừ chú lệ, coi như đã chào hỏi xong. Tống đồng kéo hai người bạn còn lại vừa đi vừa nói chuyện, sau đó thì tiến vào tòa nhà. Sau đó thì liền biến mất trong đám sương mù dày đặc sau khi thỏa thuận sơ bộ đạt được thì chúng tôi chính thức bước vào trong tòa nhà. bản thân lực lượng của trương tinh sương đủ mạnh, thân phận của cô ta rất cao, còn mang theo bên mình rất nhiều pháp khí. nếu thực sự đánh nhau tuyệt đối có thể một trọi hai. tôi sẽ đấu với một tên còn lại, đám bạn bè sẽ trợ chiến. nếu một trận phân thắng bại với ba người bọn họ sẽ không quá khó. Vì vậy mà Tống Đồng rất khoát rút lui, không muốn có giao tranh không cần thiết. Có thể thấy đó là một tên cáo già. Tối hôm qua tôi đã giao đấu cùng với Trương Tinh Sương. Rất nhiều pháp khí của phù giao tử đều đã đem ra sử dụng. Nếu không tôi không thể đánh ngang bằng với cô ta. Xuất thần của cô ta thật sự đáng sợ. Có trời mới biết cô ta có bao nhiêu vũ khí mang ở trên người. Với sự uy hiếp của cô ta, cộng với sức mạnh của đồng đội, đối thủ chỉ có thể lùi một bước. Đây là những gì mà chúng tôi mong đợi, vì vậy chúng tôi sẽ không ngạc nhiên. Tống đồng so với ngày trước còn thâm hiểm hơn, hắn ta không hỏi đến con búp bê sao. Thật sự hắn ta rất bình tĩnh. Phường sư đệ, phải chú ý người này hắn rất khó đối phó. Trường tình sương nhìn đám người bên kia hoàn toàn biến mất trong sương mù, ánh mắt cô ta càng lạnh lùng hơn. Đúng vậy con hổ tươi cười còn đáng sợ hơn với con người mặt lạnh rất nhiều. Tôi cười mà đáp. Sau khi xua tan đi màn xương chúng tôi bước vào trong một tòa nhà khác. Cách xa bọn chu hiếu tạm thời duy trì cân bằng sức mạnh giữa đôi bên. Vào ban đêm vào lúc 10 giờ 5 phút nhóm của chúng tôi nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà tối tăm theo kế hoạch đã thương lượng Chúng tôi chưa thành nhiều tổ đội nhỏ bố trí phục kích ở các vị trí tương ứng. Có một việc cần phải nhắc tới, đêm nay Trương Tinh Sương không hề rơi vào ký ức của toàn lãnh ngam. Sau khi đã có biện pháp phòng bị, Cô Ta đã thi triển thuật hộ thân rất cao cường để ngăn chặn sự việc này xảy ra. Bởi vì thông qua tôi, Cô Ta biết được chi tiết trải nghiệm của tôi, vì vậy Cô Ta thực sự không cần phải trực tiếp trải nghiệm đây là lý do bị từ trước Cho nên Trương Tinh Sương sẽ không bị kéo vào ký ức được lưu trữ của thị trấn Nếu không có người nhắc nhở Ngay cả Trương Tinh Sương cũng không tránh khỏi rơi vào ký ức đó So với sự thoải mái của cô ta Tôi đã cảm thấy rất cay đắng Tại sao không phải là cô ta đã trải qua ký ức đó Sau đó nói lại cho tôi biết Chỉ có mình tôi phải làm toàn lãnh am trong suốt mấy năm Thật không vui một chút nào cả là do phần khí của trưng tinh xương tốt hơn tôi hay sao điều này làm cho tâm lý của tôi mất thăng bằng tôi nghĩ đến người ta còn có một người cha danh chấn thiên hạ sau đó lại nghĩ đến người cha rẻ rúng người mẹ thất tung tôi thực sự cảm thấy rất bất công giữa con người với con người tự nhiên là có một khoảng cách xa đến như vậy chẳng phải đều là con người hay sao tại sao lại có các điều kiện trời sinh khác nhau đến vậy Tôi không thể hiểu được nếu sau này có cơ hội nói chuyện với Diêm Vương, tôi nhất định sẽ phải hỏi cho rõ. Sương mù ở thị trấn nặng hơn sau khi màn đêm buông xuống, những quỷ hồn xung quanh kêu gào thảm thiết khiến cho người ta giận gật tóc gáy. Không gian sống như đang không ngừng bị dồn nén, không chừng bất cứ lúc nào cũng có một lực lượng lớn yêu quái thành thi, cường thì đáng sợ sẽ tràn vào thị trấn, đó chính là địa ngục của nhân gian. Chúng ta phải tìm mọi cách để mà giành lấy sự chủ động, không thể thụ động hành động theo âm mưu của kẻ bố cục. Nếu làm như vậy, kết quả cuối cùng toàn đội có thể bị tiêu diệt. Tôi không hề nghi ngờ trái tim của toàn lãnh am vô cùng băng lạnh. Tâm thái của nữ nhân đó đã biến dạng đến mức không giống với phạm trù của loài người. Mà giống như là một đại ma đầu hơn. Trên thế gian này, người có thể khiến cho mà nữ đó lưu tâm, chỉ có thể là hồn của toàn lãnh thiền đang bị phong ấn mà thôi. Tôi hành động cùng với Tiểu Tiên còn hai mỹ nữ kia thì lại, còn hai nữ quỷ kia thì đi giữa hai tiểu phân đội, đóng vai trò giữ liên lạc. Tâm điểm của tôi liên thông với ba nữ quỷ trở thành một kênh liên lạc vô cùng mạnh mẽ, thuận tiện cho các đồng đội lưu truyền tin tức. Tôi đưa tay ra hiệu Tiểu Tiên gật đầu, rồi móng vuốt ra nắm chặt bà vai của tôi, dưới sức mạnh to lớn tôi bị tiểu tiên nhấc lên không trung cơn đau ở bả vai do bị âm khí xâm nhập đã quen tôi cũng không còn phải nhăn mặt vì đau đớn nữa mới đi được chừng vài trăm mét tôi đã ra hiệu không sao tiểu tiên đã đưa tôi tới gần tòa nhà của đối phương lợi dụng lớp bao phủ của sương mù màu đen phía trên rất nhanh chúng tôi đã tới được vị trí để không lộ ra dấu vết Tôi cùng với Tiểu Tiên đồng thời nhìn xuống phía dưới quan sát. Tôi vận chuyển khí tức gia trì cho đôi mắt nhìn xuống tòa nhà cao tầng. Công chính là tòa nhà mà ba đối thủ đang ở. Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến một khoảnh khắc nào đó. Thân thể của tôi đột nhiên run lên. Ánh mắt của tôi trầm chú nhìn vào bóng đen đó. Đó là một đạo làm ảnh từ cửa sổ của tòa nhà 10 tầng bay ra. Chỉ lóe lên một cái, bóng đèn đỏ đã biến mất trong không trung. Nhưng vì lúc trước tôi đã khóa chặt mục tiêu cho nên tôi có thể phát hiện ra sự khác thường, đồng thời có thể cảm nhận được quỷ khí. Bóng đèn đó đang di chuyển đến tòa nhà nơi các thành viên ở trong đội. Thông qua tiểu tiên tôi truyền giọng nói cho hai nữ quỷ. Tiêu Ngọc Kim Ngọc Hoa chú ý, bọn U Linh thám tử của địch đất được phái tới, thực hiện đúng như kế hoạch. Chúng tôi hiểu rồi, giọng nói của hai nước quỳ đáp lại họ sẽ chuyển lời của tôi đến các đồng đội của tôi đang chờ đợi tôi mỉm cười chúng tôi vẫn giữ nguyện từ thế này để theo dõi địch từ trên cao đùa giỡn với nhau cũng cần phải có một chiến lược nó còn phụ thuộc vào ai tốt hơn công giống như là bên chúng tôi đương nhiên là đối phương cũng phải muốn tấn công và khuất phục chúng tôi đây không phải là mưu mà là hợp vì vậy đối phó với việc này mọi người cần phải thảo luận cách triển khai như thế nào. Bởi vì thuật khống chế quỷ của Chu Hiếu rất là cao minh, cửa ly khống chế tâm niệm cũng rất là xa. Chúng tôi đoán rằng tên khốn này sẽ thả u linh thám tử ma để mà theo dõi mọi hành tung của chúng tôi. Mà thời gian là nên sau 22 giờ, bởi vì trong giai đoạn này mọi người mệt mỏi, trong một ngày sẽ cảm thấy buồn ngủ. Tất nhiên thời gian thích hợp nhất để đột kích là khoảng 1 giờ 30 giờ tí nửa đêm. Khi đó người ta đang ngủ say hơn. Nhưng mà nếu muốn điều tra thám kích trước thì khoảng 22 giờ đêm là thích hợp hơn cả. Sau khi dự đoán và phân tích mọi người đều cho rằng bên kia đã bố trí rất nhiều cảm bẫy ma thuật trong tòa nhà. Tòa nhà cao tầng này đã trở thành long đàm hổ huyệt. Nếu bọn chúng đột kích người khác họ nhất định sẽ đề phòng đối phương cũng giờ chiêu trò này, vì vậy mà họ nhất định sẽ tăng cường phòng bị cho chính mình. Trong tình huống mà cả hai bên đều đang tìm kiếm khuyết điểm của nhau, làm thế nào để một cuộc đột kích thành công? Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bởi vì nó có thể là những gì chúng tôi nghĩ ra, đối phương cũng có thể nghĩ ra như vậy. Công giống như là đánh cờ phải suy nghĩ nhiều hơn đối thủ một bước thì mới có cơ hội mà chiến thắng. Vì lý do này mà Liên Y Ngưng và Trương Tinh Sương đã bàn bạc với nhau rất lâu và cuối cùng quyết định áp dụng chiến thuật thực thực hư hư. Phương Cà, gián điểm của bên kia đã phát hiện ra Tinh Sương chân Nhân đã sử dụng ảo ảnh để chúng ta di chuyển. Còn Lam Y Quỷ đang bám theo sau, hành tung người ảo do ma thuật bày ra hẳn đã chuyển tới cho Chu Hiếu, xem ra chỗ của hai người đã sớm có động tĩnh. Giọng nói của Kim Ngọc Hoa truyền đến bên tai của tôi, Tôi chậm ngâm một lát ra hiểu cho các đồng bạn về ẩn mình thật kỹ. Phải khiến cho họ tin những gì mà thám hiểm đã nhìn thấy. Chỉ bằng cách này tôi mới có thể tiến hành những bước tiếp theo. Giọng nói của Kim Ngọc Hoa truyền đến bên tai của tôi. Tôi chậm ngâm một lát ra hiểu cho các đối tác về ẩn mình thật kỹ. Và khiến cho họ phải tin những gì mà gián điệp đã nhìn thấy. Chỉ bằng cách này tôi mới có thể tiến hành những bước tiếp theo. Tôi liền ra hiệu cho Tiểu Tiên hạ thấp xuống một bước, đồng thời khóa chặt tòa nhà bên dưới. Chỉ trong vài phút tôi nhìn thấy ba bóng đen bay ra khỏi cửa phía bên dưới. Bọn họ liên lén nhìn bốn phía xung quanh. Một trong số họ còn nhìn lên bầu trời. Tôi giữ nguyên tư thế bất động, sương mù quanh tôi dày đặc. Tôi không tin là họ phát hiện ra chúng tôi. Ngược lại vì chúng tôi ở vị trí quan sát đã chọn trước rất tốt đương nhiên có thể nhìn thấy ba bóng người này chỉ cần nhìn hình dáng tôi đã nhận ra ngay đó là chu hiếu tống đồng và ngọc tỷ chân nhân cả ba cùng đeo ba lô trên tay cầm một thứ gì đó sau đó khi nhìn một lúc lâu không phát hiện thấy điều gì dị thường chu hiếu dẫn đầu vẫy vẫy tay ba người cùng nhau lần vào trong bóng tối tiến về phía trước mà không hề phát ra động tĩnh gì Đến một ngã tư chủ hiếu giơ tay ra hiệu, ba người đồng thời gật đầu sau đó tàn vào bóng tối, âm thầm tiến về con đường ở trước mặt. Đối phương đã xuất hiện những hiện tượng phân tán, rõ ràng là đối phương đã bị trúng kế. Chúng tưởng rằng huyết ảnh của chúng tôi đang tiến về phía này. Đây là chúng dự định mai phục ở những chỗ thèn chốt để đánh chặn và tiêu diệt chúng tôi. Tôi ở phía bên trên quan sát mọi hành vi của ba bóng đen sau đó tôi chậm rãi quay đầu để tiếp tục nhìn chầm chầm vào tòa nhà cao tầng. Sau vài phút miệng của tôi khẽ cong lên. Trên ban công tầng 3 của tòa nhà xuất hiện ba bóng người. Bọn họ chỉ để lộ ra nửa cách đầu quan sát bốn phía xung quanh. Cần phải chú ý rằng ba người này đã phân tán từ xa. Chúng đang chuẩn bị tấn công tôi. Phải nói là ba nữ quỷ. Trương Tinh Sương cho rằng Tống Đồng cực kỳ đa nghi nếu chú Hiếu phái quỷ quái đi thám thính, tin tức thám báo đã được ghi lại. Cho dù có thể khiến cho chú Hiếu và Ngọc Tỷ chân nhân yên tâm, cũng không thể khiến cho bản thân Tống Đồng yên tâm. Tên khốn này nhất định sẽ có đề phòng. Liên Y Ngừng đã hỏi rồi nếu như chúng tôi có thể dùng huyễn thuật che mắt kẻ địch, liệu đối phương có thể dùng thủ đoạn như vậy với chúng tôi hay không? Trương Tình Sương nói không rõ lắm nhưng có lẽ cũng sẽ có những thủ đoạn tương tự như vậy. nên Lý Ngưng đã thay đổi kế hoạch một chút cho nên khi mà tôi phát hiện ra ba bóng người, ba bóng người này không hề di chuyển vị trí. Cho đến khi đợi chân nhân của đối phương xuất hiện, quả nhiên là ba con hổ ly đã hiện ra chân nhân của chính mình. Trong âm dương nhãn của tôi nhìn thấy trên ngón tay của Chu Hiếu có mấy sợi tâm niệm tuyến, tôi đã liền hiểu ra Ba đạo nhân ảnh lúc trước được thả ra, thuật nhìn giống như là ba người bọn họ. Thực ra chính là Chu Hiếu đã sử dụng Trứng nhãn pháp thi triển trên thân hình ba con quỷ mà hắn ta nuôi dưỡng, cố tình để ba con nữ quỷ phân tán ra tìm chỗ sơ hở của chúng tôi. Nếu chúng tôi dùng những thủ đoạn huyễn thuật tương tự để mà đánh lửa chúng, lúc này chúng tôi đã hiện tân công kích bằng người giả rồi. Theo vào đó chúng tôi sẽ phân tán tổ đội của tôi trước sau đó tập trung sức lực và giết hoặc là đánh gục một người phần còn lại sẽ dễ dàng rồi quả nhiên là dàn trá tôi ở trên cao nhìn chằm chằm vào ba người trong lòng không ngừng chế nhạo may mắn là vấn đề này chúng tôi đã tiên liệu từ trước nếu không chúng tôi đã nghĩ kế hoạch của chúng tôi sẽ thành công chúng tôi sẽ xuất hiện và tấn công ba người già trước đòi của chúng tôi sẽ hiển thị trong ánh mắt của ba cao thủ trong bóng tối nếu sơ xuất sẽ ám toán như vậy sẽ vô cùng rắc rối. Mấy người bọn họ cũng hiểu rằng chúng tôi chỉ có thể nghĩ tới một cảm bẫy pháp thuật được bày bố trong tòa nhà, chúng tôi sẽ không miễn cưỡng tấn công. Đây là cuộc đấu về trí tuệ và sức mạnh, ai giỏi hơn cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà rõ ràng đối phương không phải là những chiếc đèn cạn dầu. Ba người trên ban công tầng ba ra hiệu cho nhau, tiếp theo cả ba người từ trên ban công nhẹ nhàng thả người rơi xuống sau khi đứng vững cả ba người liền cúi thấp người xuống đồng loạt hành động lần này bọn họ không tách nhau ra không đơn độc tấn công chúng không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào tấn công quả thật rất là nhảm hiểm đây là chiến lược của bọn họ chăng tránh bị chúng tôi phân tán để công kích cho nên chúng mới không phát tán cần biết rằng một khi đã bị phân tán, ví dụ như là Ngọc Tỷ chân Nhân và hai đồng bọn chỉ ở cách xa nhau tầm hơn 100 mét, đó chính là cơ hội đáng kể cho chúng tôi. Trương Tinh Sương và tôi bao vây tên này cùng nhau tấn công, sẽ có thể trực tiếp giết chết hắn. Thực lực của hai người còn lại đều kém chúng tôi, phần sau không cần phải nói đến nữa. Cho nên ba tên này không dễ gì mà phân tán. Tôi bám theo bọn họ từ phía trên cao, chuẩn bị báo hành vi của bọn chúng cho đồng bạn tìm cơ hội để ra tay nhưng mà khi ba người bọn họ rẽ vào một góc khuất bất chợt tôi sức người lại mồ hôi lạnh toát cả ra không do dự tôi lập tức bay người trở lại tòa nhà sau đó nhìn chằm chằm vào tòa nhà lớn nhưng mà sau khi xem xét một hồi không hề có ba người mới xuất hiện tại sao tôi phải quay trở lại nguyên nhân rất là đơn giản vừa rồi khi mà tôi nhìn thấy ba người rẽ vào trong góc tối tôi cảm thấy rất không bình thường bởi vì lúc này lại do tống đồng dẫn đầu hắn là một kẻ đa nghi và xảo quyệt tại sao hắn có thể tin tưởng quay lưng lại với chu hiếu một kẻ xuất thân từ tông môn tà đạo càng không cần phải nói rằng ngọc tỷ chân nhân là phương sĩ trong không gian này nghiêm túc mà nói hắn ta không giống như là một người trên thế gian Tôi không tin Tống Đồng sẽ hoàn toàn tin tưởng vào những người bạn đồng hành như tôi. Hắn ta đang nghi như là cáo, luôn đặt mình vào vị trí an toàn mới đúng. Vì vậy khi mà tôi nhận thấy Tống Đồng đang đi đầu tiên, tôi lập tức đoán ra những phán đoán. Ba người này cũng không phải là chân thân. Nhất định là đối phương đã thi triển huyễn thuật hoặc là lợi dụng đám quỷ quái thi triển chứng nhãn pháp. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là ba người thực ở đâu Phản đứng đầu tiên là vẫn ở trong tòa nhà. Tôi lập tức bay trở lại tâm điểm liên thông. Những suy nghĩ của tôi được chuyển đi. Đồng bạn của tôi biết được toàn bộ những suy nghĩ của tôi. Phương Đại ca hư tức là thực, thực tức là hư. Y ngừng nói, ba kẻ xuất hiện đầu tiên có ý phân tán chính là chân thần. Cả hai bên đều đang chơi chiến thuật giống nhau. Tiếng nói của Tiêu Ngọc chuyển tới, Nhất thời tôi chấn kinh sau đó tôi bực bội xoa đầu. Chẳng phải như thế sao? Đối phương cũng quá là giàn trá. Lần thứ nhất bọn chúng xuất hiện chính là thân nhân, còn ba người ở đợt hai lại là giả. Rồi là Tống Đồng hay là Chu Hiếu, tâm địa của bọn chúng đều vô cùng xảo trá. Cũng hay hai bên đều tung ra chiêu trò này, nói thật không ai tìm ra được điểm yếu của đối phương. Trên thực tế thì đối phương và chúng tôi đều đang trong tình trạng đơn phương độc mã. Nhưng mà hiện tại không ai có thể tìm ra vị trí chính xác của đối phương. Chứ đừng nói là tấn công một người của bên nào. Tôi liền thở dài và bất lực hạ lệnh. Mười phút sau thì chúng tôi tập trung ở khoảng đất trống bên dưới tòa nhà cao tầng. Không thiếu một người nào cả. Sắc mặt của Liên Y Ngưng và Trương Tinh Sương rất khó coi Đối phương không bị trúng kế, điều này khiến cho cả hai cô gái đều rất khó chịu. Sau đó chúng tôi cùng nhau quay trở về. Vài phút sau thì ba người bọn Chu Hiếu và ba huyến ảnh của bọn Chu Hiếu đi công kích không thành. Hai bên đối đầu nhau ở giữa đường. Thời khắc những huyến ảnh chúng tôi thả ra đường nhiên sẽ cố ý phân tán. Tuy rằng ba người địch nhân không thể chắc chắn đó là thực hay giả. Có lẽ chúng sẽ ra tay tấn công sát hại hậu quả đương nhiên là đánh vào không khí. Đây không phải là phù giao sư tỷ và phương trưởng môn hay sao? Sao vậy mọi người cũng không ngủ được như chúng tôi? Cho nên ra ngoài đi dạo trăng. Tống đồng nhìn chầm chầm và chúng tôi hắn cố nặn ra một nụ cười. Ta đầu có đơn độc, chẳng phải các người có hứng thú như vậy hay sao? Rất thú vị. Trương Tình Sương tiến lên một bước, nhích mép trả lời. Tôi đi theo phía sau đưa mắt nhìn chu Hiếu và Ngọc Tỷ chân nhân, vẻ mặt âm trầm tôi khẽ cười mà nói. Sao mặt mày mọi người khó coi như vậy chẳng lẽ lại gặp quỷ hay sao? Chu Hiếu xa sầm nét mặt, không đợi cho anh ta kịp nói gì. Ngọc Tỷ chân nhân đã chỉ thẳng vào mặt của tôi mà hét lớn. Tiểu tử xem như người gian xảo, có điều không phải lúc nào ngươi cũng gặp may mắn như vậy đâu. Ngọc Tỷ ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Chẳng lẽ người đã phát điên rồi sao Muốn chết sao Dám đấu một mình với ta không Tôi lạnh lùng không hề khách khí lên tiếng mắng Người chỉ huy đám quỷ trợ chiến Sao gọi một Sao lại gọi là một trọi một với ta Có giỏi thì một đấu một với ta Có dám không Ngọc tỷ chân nhân nhìn ba nước quỷ Đang bay là là bên cạnh tôi Hắn đưa mắt đề nghị Nếu người có thể thuyết phục Chu Hiếu không dùng khống quỷ thuật ta không cần ban nữ quỷ này trở chiến cũng được có dám không? tôi liền chế nhạo một câu. điều này uh... ngọc tỷ chân nhân nhìn chu hiếu không nói nên lời. thế này là thế nào? ngươi yêu cầu dưỡng quỷ sư mà không có sự hỗ trợ của quỷ hồn ngươi có bị điên hay không? nếu ta nói ngươi đừng thúc động pháp thuật, không sử dụng pháp khí và phù triển, người có nguyện ý hay không? nói nhằng nói cuội. Ngọc tỷ chân nhân tức giận đôi mắt đỏ ngầu lên giống như là một con dã thú sắp phát điên lên vậy. Vết thương trên mặt của tên này còn chưa kịp lành, có vẻ như khả năng hồi phục không tốt. Đồ khốn! Tôi vừa cười vừa chửi mắng, không thèm để ý tới hắn nữa, khiến cho lửa giận của hắn ta sôi trào. Phương trưởng môn, người nói như vậy có giống bộ dạng của một trưởng môn phái không hả? Hãy chú ý đến hình tượng, Tống Đồng nhìn tôi cười âm hiểm bộ mặt rất đáng đánh. Ngươi là đệ tử nội môn của các chiếu tông, còn có thái độ nói chuyện với tông chủ đương thời của Mao Sơn quỷ môn như vậy hay sao? Sơ tân của ngươi không dạy cho ngươi biết tôn ti trật tự hay sao? Không ra cái thể thống gì cả. Tôi bày ra tư thế của trưởng môn lớn tiếng trách móc. Các cô gái đều bật cười thành tiếng, sắc mặt của Tống Đồng trở nên đen như là gan lợn rõ ràng hắn ta không ngờ tôi lại nói ra những lời này nhất thời hắn ta như là sắp không nhịn được nữa mao sơn quỷ môn nói đùa mao sơn quỷ môn có ba đại môn phù môn trận môn và pháp môn tới lúc nào có quỷ môn như vậy hả ồ để ta nghĩ xem nào hình như là mấy trăm năm trước quả thật là có quỷ môn về sau chẳng phải đã bị đuổi khỏi mao sơn rồi sao ngươi có dám nói cái cách gì là quỷ môn thật là không biết nhục. Chu Hiếu cười lạnh và chế nhạo, nghiệp chướng câm mồm, âm dương dưỡng quỷ tông của ngươi từ đâu mà ra, không cần ta phải nhắc nhở ngươi đấy chứ. Ngươi lăng mạ quỷ môn chính là ngươi đã lăng nhục chính tông môn của mình, ngươi là óc lợn hay sao? Tôi liền tức giận chỉ tay vào mặt Chu Hiếu mà chửi mắng, to gan. Chu Hiếu tức điên lên, có lẽ rất ít người dám nói chuyện với hắn ta như vậy. Nhưng mà hắn ta đừng quên rằng tôi là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Không hiểu về hắn ta mới là lạ. Vô lễ! Trương Tình Sương gầm lên. Cô ta lấy ra một chiếc gừng bắt quái cầm ở trên tay. Pháp lực vừa thúc động chiếc gừng bắt quái liền bay lên. Như là một sinh mệnh. Trông vô cùng huyền diệu. Vừa nhìn thấy chiếc gương bắt quái này trong lòng của tôi chấn động. Ngày trước đội ngũ của chúng tôi đã bị chính chiếc gương bắt quái này làm cho bị thương. Lúc đó Trương Tình Sương còn chưa hoàn toàn dùng hết sức lực. Nếu không thì chúng tôi có thể trốn thoát được hay không vẫn còn rất khó nói. Ấn tượng của tôi với chiếc gương bắt quái này rất sâu đậm. Tuy nhiên mọi chuyện dường như đã khác. Rõ ràng là vài năm trở lại đây, phẩm chất của chiếc gương bắt quái này đã được cải thiện. Nó còn lợi hại hơn trước rất nhiều. Những vết nứt do trận chiến để lại đã không còn nữa. Xem ra các tông sư chế luyện pháp khí của Long Hồ Sơn nâng cao phẩm chất của chiếc gương bắt quái này lên rất nhiều. Khi mà chiếc gương này vừa xuất hiện, sắc mặt của ba người kia lập tức thay đổi. hiển nhiên bọn họ đều là người hiểu biết. Trường tình sương lúc này mới đáng sợ nhất. Thực lực của cô ta hiện nay mới là cao nhất. Lại thêm pháp khí là chiếc gương bắt quái được nâng cấp. Ai lại không sợ cho được phổ giao sư tỷ đây là ân oán giữa bản tông và mau sơn quỷ môn người không thể khoanh tay đứng nhìn hay sao không nên gây khó dễ cho bản tông chủ Hiếu ý kỳ nhìn chiếc gừng bắt quái Trên tay của trương tinh sương sau cổ họng của hắn lay động khó nhọc thốt ra một câu nói chủ hiếu âm dương dưỡng quỷ tông của ngươi bị người ta gọi là tà đạo tà ác đa đoan vốn dĩ đối ứng với chính đạo bản chân nhân chống lại dưỡng quỷ tông không hề sai nhưng vì hoàn cảnh nơi đây rất phức tạp, ta vốn không muốn khai chiến vì lý do này. Nhưng mà ngươi đã quá đáng lắm rồi. Để ta nói cho các ngươi biết, hiện tại bản chân nhân là đồng minh với Phương Cương và những người này. Uy hiếp bọn họ chính là uy hiếp bản chân nhân. Các ngươi không phục phải không? Các người cứ ra tay đi, xem ai chết trong tay của ai. Thái độ của Trương Tinh Sương là vô cùng cứng rắn. Chủ hiểu nghiến rằng nghiến lợi, hắn đang định phản bác lại. Tống Đồng kịp thời tiến lên một bước kéo tay của Chu Hiếu, hắn ta quay lại nhìn Trương Tinh Sương cười mà nói: "Phù giáo sư tỷ, hai đội của chúng ta gặp nhau ở đây, à, có một số việc không cần phải nói rõ, chỉ cần ngầm hiểu trong lòng là được. Tại sao chúng ta lại phải bận rộn vào lúc nửa đêm như thế này? Trong lòng mọi người đều đã biết rõ, cho nên cũng giống như ban ngày, mọi người nên coi hòa khí là điều quan trọng nhất, bởi vì lưỡng bại câu thương đối với cả hai bên đều không tốt. Còn nữa, đằng nào cũng phải nói rõ ta đang rất muốn hỏi, có phải con búp bê phong ấn âm hồn của toàn lãnh thiền trong tay của các ngươi? Phải thì sao, không phải thì sao? Tôi liền cười lạnh, sau đó rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.